Kính thưa quý vị, Ed Sheeran, Camila Cabello biểu diễn tại buổi hòa nhạc gây quỹ cho Ukraine. Hai ngôi sao đứng đầu bảng xếp hạng là Ed Sheeran và Camila Cabello là một trong những ngôi sao ca nhạc biểu diễn trên sân khấu vào đêm thứ ba tại một buổi hòa nhạc trên truyền hình nhằm gây quỹ cho một lời kêu gọi nhân đạo của Ukraine. Diễn ra tại thành phố Birmingham của Anh, đội hình cho buổi hòa nhạc kéo dài 2 giờ cho Ukraine còn có ca sĩ người Ukraine là Jamala, người đã giành chiến thắng trong cuộc thi Eurovision Song 2016 và kỳ cựu âm nhạc Neil, Roger và Chick cũng như các nhóm Snow Patrol, Manic Street Preachers và khoảnh khắc sâu lắng trong buổi tối là phần biểu diễn của nghệ sĩ violin điêu luyện trẻ là Ilya Bondarenko, người đã chơi bài Verbal Vera Dostchekia, một bài hát dân gian cũ của Ukraine từ một căn hầm trú ẩn ở Kyiv, cùng với 94 nghệ sĩ violin từ khắp nơi trên thế giới. Các ca sĩ là Emily Sandre và Gregory Porter, nghệ sĩ vĩ cầm Nicola Benedetti cũng như dàn hợp xướng Kingdom Choir cũng tham gia biểu diễn. Chương trình được phát sóng trên các kênh ITV và STV và trong đó thì người xem cũng có thể quyên góp. Cũng có các bộ phim thực hiện nỗ lực cứu trợ ở Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược hơn một tháng trước mà Moscow đã gọi là một hoạt động đặc biệt.